biểu diễn vô cùng độc đáo, đặc sắc và hấp dẫn. Thank you.
tộc Việt Nam nói chung, và chúng ta đang nắm chặt tay nhau hòa chung vào không gian của một mùa thu Hà Nội tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, hòa chung với nhau trong màn xe thái giữa lòng thủ đô văn hiến. Các bác đã muốn nghỉ chưa hay là một lần nữa?